Thưa quý vị, hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An đã có quyết định cách chức trưởng trạm y tế xã Trung Thành đối với bà Ngô Thị Thu Hiền do làm thất thoát thuốc. Qua xác minh, trong tháng 3 năm 2022, bà Hiền đã nhiều lần vào tủ thuốc của trạm y tế xã Trung Thành để lấy nhiều loại thuốc đem bán cho người dân trên địa bàn. Số thuốc bà Hiền trộm có trị giá hơn 1,5 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã cách chức bà Ngô Thị Thu Hiền. Được biết, bà Hiền là nữ hộ sinh và có thời gian dài công tác tại trạm y tế xã Trung Thành. Gần đây, trưởng trạm y tế xã này nghỉ hưu sớm, trong khi đang thiếu bác sĩ về địa bàn nên bà Hiền được giao phụ trách trạm y tế xã Trung Thành trong thời hạn 12 tháng. Cũng trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Hồ Sơn Tùng sinh năm 1992, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 3 năm 2021, lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tại thời điểm dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Tùng đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo với danh nghĩa là người đã được về Việt Nam và có ý muốn giúp đỡ những người còn mắc kẹt ở nước ngoài những thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể về nước, song thực chất là lừa đảo. Bước đầu, thanh niên 29 tuổi này khai, từ tháng 3 năm 2021 đến thời điểm bị bắt giữ, đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 20 bị hại trên cả nước. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Hôm qua tại công ty than Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân khai thác than tử vong. Đáng nói, đây cũng là vụ tai nạn thứ hai của đơn vị từ đầu năm đến nay. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút tại khu Đồng Vong, phân xưởng khai thác đào lò Cao Cháu, công ty than Uông Bí, Quảng Ninh. Nạn nhân là anh S, sinh năm 1983, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là thợ lò bậc 5/5. Anh S được phân công cùng nhóm thợ 4 người khác thực hiện đào lò. Trong quá trình làm việc, nạn nhân bị trượt chân khi khai thác tại khu vực lò thượng, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gần đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một vật tối màu như đang ngoi lên lặn xuống trên mặt nước ở Hồ Tây, được cho là đầu con cá sấu. Thông tin trên khiến nhiều người xôn xao, có nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ việc cá sấu có thể xuất hiện ở Hồ Tây. Và thực hư câu chuyện này đã được cơ quan chức năng phản hồi. Ui, cá sấu ở Hồ Tây! Hôm nay, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nói, Công an quận đã xác minh, bước đầu khẳng định không có chuyện xuất hiện cá sấu ở Hồ Tây. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, vật xuất hiện như trong clip là gì thì cần đợi công an báo cáo lại. Vì lãnh đạo quận Tây Hồ cũng khuyến cáo, người dân không nên hoang mang, lo lắng. Hơn nữa, chính quyền đã có quy định nghiêm cấm tắm ở Hồ Tây. Vì vậy, người dân cần thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hôm nay, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vừa tiếp tục ghi nhận một trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này xảy ra vào lúc 0 giờ 43 phút 50 giây cùng ngày, cường độ 2,8 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Như vậy, chỉ trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 4, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra 10 trận động đất liên tiếp. Tất cả các trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8 km đến 8,1 km và đều không gây rủi ro về thiên tai. Sau kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero bị nhiễm khuẩn Salmonella SPP. Mới đây, sản phẩm kẹo dành cho trẻ em có xuất xứ từ nước ngoài khác là kẹo thạch sữa trái cây Milfruit Jelly School Bar bị thu hồi. Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm kẹo này vì chứa các chất phụ gia thực phẩm có nguy cơ gây nghẹt thở, vật lý. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn Bộ Công Thương phải đưa ra cảnh báo về sản phẩm kẹo dành cho trẻ em có xuất xứ từ nước ngoài. Mạng xã hội mới đây vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bịt kín mặt xông vào cửa hàng điện thoại để thực hiện hành vi cướp tài sản. Toàn bộ hành động của đối tượng này đã bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại. Theo đó, trong khi một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước cửa hàng, bất ngờ một nam thanh niên cầm con dao cỡ lớn xông thẳng vào đe dọa, khống chế nữ nhân viên để lấy đi số tiền trong tủ. Người phụ nữ lớn tuổi dù hoảng sợ nhưng vẫn kịp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi vội chạy đi. Sau khi lấy được tiền, tên cướp rời đi và không quên đưa dao lên nhằm săn mặt nữ nhân viên. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự manh động, trộm cướp táo tợn của đối tượng nói trên. Suốt 6 năm nay, bất kể nắng mưa, tại thành phố Hội An, có một ông lão vẫn miệt mài đẩy chiếc xe tự chế đi khắp các con đường bờ biển để nhặt rác.
Đó là ông Nguyễn Thương, năm nay đã 62 tuổi, trú tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An, người được người dân nơi đây thường gọi vui với cái tên trùng mến, ông Già Rác. 7 năm trước, ông Thương bị tai biến khiến ông không nghe được, tay chân ông cũng bị tê liệt. Sau một thời gian dài điều trị tích cực và tập luyện miệt mài, chuyện thần kỳ cũng đã đến khi ông dần vận động trở lại. Trong những lần đi tập thể dục, thấy rác bị vứt bừa bãi dọc đường, nên ông nảy ra ý tưởng vừa đi tập thể dục vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường. Khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân phường cho việc nhặt rác, ông Thương nhất quyết từ chối, bởi với ông, đây là việc nghĩa mà ông đã hứa với lòng mình và sẽ làm cho đến cuối đời, chứ không nhận hỗ trợ của bất kỳ ai. Không chỉ làm cho phố cổ sạch đẹp hơn trong mắt du khách, ông Thương còn tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ môi trường qua chiếc xe đặc biệt của mình. Những công hiến thầm lặng của ông Thương thật đáng trân trọng. Xin chúc ông có thật nhiều sức khỏe và bình an. Và đến đây thì bản tin số 18 giờ hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.